Tuy nhiên cái mùi hương nó sẽ có phần ngọt và tối hơn, nó tạo cho mình cái cảm giác nó trầm tính và khá là trưởng thành ở cái phiên bản mới này. Cái DNA của Aquadijo nó vẫn giữ được, nhưng mà mình không tin nó là Aquadijo. Và tuy nhiên có một điều mà mình không dám chắc lắm, đó chính là ai là người làm cái mùi hương Profundo Perfume này. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình á, thì đây là kênh mình sẽ làm về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Thì đối với là các bạn nam khi mà sử dụng nước hoa thì cái dòng Aquadijo của Armani cũng không mấy xa lạ gì đối với là các bạn nam đâu, thậm chí là các bạn nữ cũng cảm thấy nó quen thuộc nữa. Những cái chai như là Eau de Toilette nè, Eau de Parfum nè, Profundo, Profumo nữa, thì đó là những chai mà các bạn nam khá là thích để sử dụng. Những cái mùi hương của Aquadijo thì có cái mùi hương nó sẽ tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu, cũng như là có những mùi hương nó tạo cảm giác mạnh mẽ và nam tính cho cái người sử dụng. Chi tiết là chai Profumo thì nó bị ngừng sản xuất rồi. Và nếu các bạn còn chưa biết thì trong năm 2024 này, cũng khá gần đây, hình như khoảng 2-3 tháng đổ lại đây, thì cái chai Profundo nhà Armani đã cho ra mắt một cái phiên bản mới, đó chính là cái phiên bản perfume của Profundo. Và mình nghĩ các bạn nào mà đã yêu thích cái mùi hương Profundo trước đây á, thì các bạn cũng sẽ tò mò muốn biết á, là liệu cái phiên bản mới này nó sẽ khác hay là giống như thế nào so với là cái phiên bản cũ trước đây. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cái mùi hương Profundo phiên bản perfume mới cho các bạn, về mùi hương, độ lưu hương, độ tỏa hương, cũng như là so sánh giữa hai phiên bản này á, thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn á, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần ngoại hình của cái chai perfume mới này á, thì nó sẽ có phần hơi khác một chút. Đó chính là cái ngoại hình nó sẽ là thiết kế bóng hoàn toàn, nó sẽ thay cho cái thiết kế nhám của cái phiên bản cũ trước đây. Và theo như mình tìm hiểu á, thì từ đầu năm 2024 này á, thì nhà Armani họ đã thay đổi toàn bộ cái thiết kế chai của họ trở thành cái thiết kế kính bóng thay cho cái thiết kế nhám cũ trước đây. Mình nghĩ họ muốn làm như vậy để đồng bộ hết tất cả các chai thuộc dòng Aquadijo cho nam luôn. Thậm chí là cái phiên bản mà Profundo cũ này nè, thì họ cũng đã làm lại cái bản mới là Profundo Eau de Parfum ra mắt hồi đầu năm 2024 này á. Và các phiên bản mới thì đều có refill được. Các bạn nào mà đã xài hết cái phiên bản mới thì có thể mua chai refill để châm lại xài tiếp tục. Và bên cạnh đó, về dung tích size của phiên bản perfume này thì đối với là các bạn nào mà đã sở hữu cái chai Aquadijo trước đây thì sẽ biết là họ không có cái size 100ml mà có size 75 hoặc là 125ml. Tuy nhiên ở cái phiên bản perfume này á, thì nó là có size 100ml nhưng đổi lại nó không có size 75 và 125ml. Bên cạnh đó thì cái size nhỏ nhất sẽ là 35ml, sau đó là 50ml, cuối cùng là size lớn nhất 100ml. Và cái phiên bản Profundo mới làm lại nó cũng sẽ giống như vậy. Nó cũng sẽ là có size 50ml và 100ml, có size lớn hơn hình như là 200ml nữa. Nhưng mà cái phiên bản perfume này thì hiện tại nó chỉ có phiên bản 100ml là lớn nhất thôi. Không biết sau này thì nhà Armani có làm ra cái size lớn hơn hay không. Và mình chia sẻ như vậy để các bạn tránh nhầm lẫn. Tại lúc mà mình check trên website về cái size của cái chai Aquadijo thì mình cũng thấy nó rối lắm. Những cái chai mà thuộc dòng Aquadijo như là Eau de Toilette, Eau de Parfum này, thì họ vẫn giữ cái size 75ml. Tuy nhiên những cái chai mà thuộc dòng Profundo thì nó không còn size 75ml nữa. Nó chỉ có size 50 hoặc là 100ml thôi. Và ở cái phiên bản perfume mới này thì cái nắp nó sẽ được thiết kế là nắp 500 hít. Tuy nhiên á, mình không chắc á, là toàn bộ tất cả đều là 500 hít hay không, hay là nó sẽ phụ thuộc vào thị trường hay là cái số lô nữa. Tại sao mình nói như vậy á? Tại vì hai cái chai mà Profumo này lúc trước mà mình mua ở Úc á, thì một chai này á, nó sẽ là nắp đóng mở bình thường. Còn chai này á, thì nó là nắp 500 hít. Cho nên mình không dám chắc á, là có phải là toàn bộ là nắp 500 hít hay không. Các bạn nào mà có thêm thông tin á, thì hãy chia sẻ cho mình và các bạn khác đều biết nữa nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và đó là đôi chút về thiết kế ngoại hình cũng như là dung tích size của phiên bản Profundo và Fum. Về phần mùi hương của cái phiên bản perfume mới này á, thì khi mà mới ngửi á, mình cảm giác cái mùi nó hơi ngọt, đến từ nó có cái mùi nước biển khá là chủ đạo của dòng Profundo. Cái mùi cam chanh ở trong chai nước hoa này á, nó không tạo cho mình cảm giác mát mà đổi lại nó hơi ngọt, nó giống như là mùi cam quýt mà nó chín vậy. Sau đó thì cái mùi hương của hoa mimosa mình có ngửi được. Đặc biệt á, là cái nốt hương mà khá là nổi bật trong dòng Aquadijo đó chính là hoắc hương á, thì mình cũng ngửi được luôn, nó khá là mạnh.
Nếu để nói về cái mùi hương này á, các bạn nào mà quan tâm cái DNA, cái nét mùi của Profundo trước đây nó có được giữ lại hay không á, thì câu trả lời sẽ là có, mình vẫn cảm nhận được cái DNA ở cái phiên bản perfume mới này. Tuy nhiên cái mùi hương nó sẽ có phần ngọt và tối hơn, nó tạo cho mình cái cảm giác nó trầm tính và khá là trưởng thành ở cái phiên bản mới này. Và khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, nó tạo cho mình cái cảm giác, bởi vì cái mùi hương của Profundo nó thường được lấy cảm hứng từ biển, cái mùi hương nước biển nó là mùi hương chủ đạo, nó khá là rõ rệt trong cái mùi hương của Profundo. Và khi mà mình ngửi cái nhãn perfume này nó tạo cho mình cái cảm giác như là khi mà mình đi lặn biển vậy, càng lặn xuống sâu á, cái mùi hương á, nó sẽ càng đậm hơn, màu biển nó sẽ tối hơn, nó tạo cảm giác hơi bí ẩn, hơi huyền bí khi mình ngửi cái mùi hương này. Và đó thật sự là những gì mà mình cảm nhận ở cái mùi hương phiên bản Profundo perfume này. Và khi mình ngồi viết kịch bản cho cái video này, mình có lên thêm website của Armani để xem thêm về mô tả của cái mùi hương này, cũng như là check thêm về dung tích size và giá để chia sẻ cho các bạn á. Thì khi mà mình đọc về mô tả, mình thấy họ mô tả khá là giống những cái gì mà mình tưởng tượng. Họ mô tả đó chính là Acqua di Gio Profundo Perfume capture the deep and intense attraction of the sea and no depth, the conveying a sensation of depth freshness. The fragrance encapsulates the experience of being immersed in the ocean mysteries. Và tuy nhiên có một điều mà mình không dám chắc lắm, đó chính là ai là người làm cái mùi hương Profundo Perfume này. Ở trên Franica hay là khi mình tìm hiểu không có tên của perfumer cũng như là một cái công ty điều chế mùi hương nào cả. Khác với là những cái chai Acqua di Gio trước đây của Armani thì đều do ông Alberto Morillas điều chế. Mình chỉ tò mò là không biết cái phiên bản perfume này nó do ai điều chế thôi, bởi vì khi mà mình ngửi cái mùi hương này á thì đúng là nó có giữ được cái DNA thật, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi lạ lạ. Cho nên đó là cảm nhận chủ quan của mình thôi, mình không dám chắc lắm. Các bạn nào mà đã ngửi cái mùi hương này thì hãy cho mình biết cái cảm nhận của bạn nữa nhé. Đối với phần so sánh thì mình muốn lưu ý với các bạn một chút, đó chính là hiện tại mình chỉ có cái phiên bản Profundo cũ trước đây thôi. Gần đây thì nhà Armani đã làm ra cái phiên bản Profundo Eau de Parfum mới ra mắt hồi đầu năm 2024 á. Thì khi mà mình tìm hiểu có nhiều người cho rằng á, là cái phiên bản mới đó với là cái phiên bản cũ này nó cũng có phần khác, nhưng mà cũng có nhiều người nói là nó giống nữa. Và hiện tại mình chưa có cái phiên bản đó ở đây, cho nên là mình không có kết luận được là nó giống hay là nó khác như thế nào. Nếu thời gian sắp tới mình kiếm được cái phiên bản mới đó thì mình sẽ làm một cái video update cho các bạn nữa nhé. Còn hiện tại mình sẽ so sánh cái phiên bản perfume mới này với là cái phiên bản cũ mà mình đang sở hữu. Nếu phải so sánh giữa hai phiên bản cũ và mới này á, thì mình muốn đưa ra kết luận luôn, đó chính là mình thích cái phiên bản cũ hơn, nói thật là như vậy. Ở cái phiên bản mới á, như mình nói, cái mùi nó sẽ tối và trầm hơn. Cái DNA của Acqua di Gio nó vẫn giữ được, nhưng mà mình không tin nó là Acqua di Gio. Tại sao mình nói như vậy? Đối với là các bạn mà đã ngửi qua cái phiên bản Acqua di Gio rồi, không chỉ là phiên bản Profundo á, các bạn sẽ cảm nhận được á, là cái phiên bản của Acqua di Gio trước đây á, nó tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Chính vì cái cảm giác mát mẻ đó cho nên là cái mùi hương nó rất là năng động. Khi mà các bạn xịt đó, các bạn đều muốn đi bất cứ đâu, ví dụ là các bạn đi làm cũng được, các bạn đi chơi cũng được, các bạn đi du lịch cũng được, đi hẹn hò cũng được, nó khá là đa dụng và nó tạo cái sự năng động cho cái người sử dụng. Và còn đối với là cái phiên bản perfume này á, thì mình thấy nó cũng khá là hạn chế do cái mùi hương nó tối và nó đậm hơn khá là nhiều so với là cái phiên bản Profundo trước đây á, thì cái mùi hương này nó mát hơn, nó dễ chịu hơn và nó khá là năng động nữa, các bạn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều đặc biệt á, là ở cái phiên bản perfume này á, thì nó cũng tỏa hương gần nữa, chứ nó không có tỏa hương xa giống như là cái phiên bản Profundo trước đây. Ở cái phiên bản perfume này á, thì đúng á, là cái độ lưu hương á, nó có tốt hơn thật. Độ lưu hương trên da mình á, thì khoảng từ 7 đến hơn 8 tiếng lận. Nhưng mà độ tỏa hương á, thì nó chỉ khoảng được cánh tay thôi. Thậm chí là khi mà bạn ngửi gần á, thì các bạn mới ngửi được cái mùi hương nước hoa này. Cho nên suy cho cùng á, thì ở cái phiên bản perfume này á, mình cảm thấy nó thiếu được cái sự năng động vốn có trước đây của Acqua di Gio, chứ không chỉ riêng là cái chai Profundo thôi. Thì đến phần đánh giá của phiên bản Profundo Perfume này á, mình muốn đưa ra một cái góc nhìn khác để các bạn có thêm nhiều thông tin nếu như các bạn đang quan tâm đến cái chai Profundo Perfume này. Thì ở cái phiên bản Perfume này á, nó là ra mắt trong năm 2024 này, nó cách sau 4 năm từ khi cái phiên bản đầu tiên ra mắt từ năm 2020. 4 năm á, mình nghĩ không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không hẳn là khoảng thời gian ngắn. Và mình nghĩ mục đích của nhà ẩm này dành cho cái chai Profundo Perfume này á, là họ muốn hướng tới những cái người mà đã sử dụng cái phiên bản Profundo trước đây. Nhưng mà sau 4 năm á, thì có thể tính cách họ trưởng thành hơn, họ có thể thay đổi trong tính cách con người của họ để phù hợp hơn với là cái phiên bản perfume này. Ví dụ như 4 năm trước đây, những cái người mà sử dụng cái phiên bản Profundo này á, thì do họ còn trẻ, họ có thể mới đi học hay là chỉ mới vừa đi làm thôi, tính năng động và sự khám phá của họ nó vẫn có.
Nhưng mà sau 4 năm á, thì sẽ có nhiều sự thay đổi hơn về tính cách cũng như là công việc của họ. Có thể là họ đã lên tới chức trưởng phòng hay là quản lý chẳng hạn. Cho nên là những cái mùi hương mà nó tạo cái sự trẻ trung năng động á, thì maybe không còn hợp với họ nữa. Họ sẽ muốn một cái mùi hương nào nó tạo cho họ cái vibe trưởng thành hơn. Thì đối với là những người như vậy á, thì mình sẽ nghĩ nó hợp với là cái phiên bản perfume hơn. Và dù sao cảm nhận về mùi hương nước hoa nó cũng sẽ thay đổi dần theo cái độ tuổi nữa. Đối với là các bạn nào mà sử dụng nước hoa được một thời gian dài rồi cũng sẽ biết á, là những cái nước hoa mà các bạn sử dụng một cái thời còn trẻ thì maybe tới hiện tại không phải là hẳn là các bạn ghét, nhưng mà các bạn cũng không hẳn là thích nó như là thời trước nữa. Tất nhiên đây cũng chỉ là quan điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Mình muốn đưa ra nhiều góc nhìn để các bạn có thêm nhiều thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó, ví dụ như là cái chai Profundo Parfum này. Còn ở riêng cảm nhận của mình á, thì như mình đã có chia sẻ, mình vẫn đánh giá cao cái phiên bản cũ hơn. Thật sự đối với mình ở cái phiên bản này nó đa dụng, nó dễ dùng hơn. Mình có thể dùng khi mà mình đi cà phê nhẹ nhàng với bạn bè, đi shopping, đi siêu thị, hay là thậm chí mình dùng đi tập thể thao cũng được. Nó dễ dùng, mình thấy mình dùng lúc nào cũng được. Đôi khi mình muốn dùng thì mình cứ lôi ra mình dùng thôi. Mình còn là đối với là cái phiên bản perfume này á, thì mình nghĩ cái thời gian mà sử dụng nó sẽ hạn chế lắm. Hơn nữa thì cái style mùi nó cũng không có hợp với mình nữa. Mình không có hẳn là thích cái mùi hương mà nó ngọt như vậy. Và hơn nữa các bạn cũng nên đi thử nước hoa để xem á, là cái mùi hương nào các bạn sẽ thích hơn. Các bạn sẽ thích cái phiên bản cũ hơn giống như mình, hay là các bạn thích cái phiên bản perfume này, và cho mình biết cái cảm nhận của bạn nữa nhé. Thì đến phần chấm điểm á, thì cái nét đặc biệt mình chấm nó là 2.5 trên 5 điểm. Cái mùi hương này á, thì thật sự mình không có ấn tượng đối với nó. Về độ đa dụng á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 2 trên 5 điểm. Nhưng mà nói cái mùi hương này á, nó thiếu đi cái sự đa dụng và cái tính năng động của cái dòng Acordicho. Mà mặc dù cái mùi hương này á, nó trầm nó tối hơn, nhưng không hẳn là nó dùng phù hợp cho thu đông đâu. Còn đối với là mùa hè á, thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp sử dụng vào buổi tối hơn, chứ không hẳn sử dụng vào ban ngày. Độ lưu hương á, thì nó lưu trên da mình từ 7 đến 8 tiếng, nó lưu khá là tốt nên mình sẽ chấm nó ở mức là 4 đến 5 điểm. Còn về độ tỏa hương á, thì nó chỉ tỏa hương gần thôi cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3 trên 5 điểm. Còn về giá tiền á, thì giá cho chai 100ml á, là 175 đô Mỹ. Ở cái mức giá này thì thật sự mình thấy nó sẽ cao hơn một chút cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3 trên 5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 2.9 trên 5 điểm. Thì vừa xong mình chia sẻ cho các bạn cái chai Acqua di Gio Profundo Parfum mới vừa ra mắt trong năm 2024 này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương nước hoa này? Các bạn đã ngửi qua cái mùi hương nước hoa này chưa? Thì thật sự cái mùi hương này nó cũng còn khá là mới. Và nếu như các bạn cảm thấy thích hay là thậm chí là không thích thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn, có thể để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.